Xin kính chào toàn thể quý khách hàng. Chào mừng quý khách hàng đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một mẫu xe Kia Morning, có năm sản xuất 2018, phiên bản số sàn máy 1.25, chiếc này mang biển kiểm soát Quảng Ninh 14A 32986. Hiện tại chiếc này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh mua bán, trao đổi, ký gửi tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào mua xe cũng như bán xe thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Một mẫu xe Kia Morning nhỏ gọn, xinh và tiết kiệm nguyên liệu, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới, một mẫu xe gia đình không taxi, không dịch vụ các nhá. Trang bị la răng đúc bột bánh sơn xi màu trắng ngọc trinh. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 245 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Morning sản xuất 2018 các nhá. Đây là một mẫu xe lướt, giá tiền chỉ có 245 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ toàn quốc cho các bác nhá. Đấy, sơn xi của nó này rất là đẹp. Độ đồng sơn zin của chiếc xe này còn khá là nhiều các bác nhá. Mang biển kiểm soát Quảng Ninh 14A. Hai cặp đèn phanh của xe này rất là sáng bóng đều nhau. Một mẫu xe Kia Morning mang thương hiệu của Hàn Quốc. Đấy, sơn xi thì rất là đẹp các bác nhá. La răng đúc bốn bánh. Đây là phần quả lốp đằng sau bên phụ các bác này. Coi xem lốp dép của nó rất là ok. Cua lốp không hề mùng mọt các bác nhá. Cua lốp không hề mùng mọt các bác này. Trang bị la răng đúc này. Là rằng rất là đẹp luôn các bác nhá. Tay lắm mở cửa ốp inox macrome. Nội thất ghế da nguyên bản các bác nhá. Ghế da nguyên bản theo xe, lót sàn trang bị lót sàn 35D các bác này. Đấy, lót sàn 5D các bác nhá, rất là sạch sẽ các bác này. Bậc lên xuống ốp inox macrome. Phần trần của xe nó là trần nỉ nguyên bản các bác nhá. Trần nỉ nguyên bản theo xe. Một mẫu xe Kia Morning sản xuất 2018. Nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu, sang ăn như người các bác nhá. Phần táp ly của cánh cửa của đằng sau bên phụ quan này. Đấy, các bác xem táp ly của nó rất là đẹp. Âm thanh vũ trường cực hay. Tất cả ốc ác bản này. Đấy, ốc ác bản này chưa hề động đến ca lê mỏ lết các bác nhá. Chưa hề động đến ca lê mỏ lết. Phần cột kèo đinh tán này. Cột kèo đinh tán cam kết quan là cột kèo đầu đít zin nguyên bản các bác nhá. Zin nguyên theo nhà máy sản xuất. Không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ. Một mẫu xe tư nhân chính chủ biển Quảng Ninh, một chủ từ mới các bác nhá, một chủ sử dụng, không taxi, không dịch vụ, với giá tiền 245 triệu đồng. 245 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Morning, một mẫu xe tránh mưa tránh nắng và tránh Covid các bác nhá. Đây là một mẫu xe tư nhân chính chủ, không taxi, không dịch vụ một ngày các bác nhá. Màn hình cam nồi đầy đủ, màn hình Android, bô lăng trang bị bô lăng hai chấu này. Đấy, rất là đẹp. Táp lô của xe này các bác xem led căng các bác nhá. Nội thất thì ghế da nguyên bản, bậc lên xuống ốp inox mạ chrome. Ốc bản này, ốc ác chưa hề động đến ca lê mà led. Phần cột kèo, đấy, tất cả cột kèo đinh tán zin, cột kèo đinh tán zin nguyên bản các bác nhá. Đấy, cột kèo đinh tán zin nguyên bản. Phần hốc bản này vẫn còn sơn chấm 7 màu, chưa hề động đến ca lê mà led. Phần táp ly của cánh cửa của đằng trước bên phụ các bác nhá. Các bác xem táp ly của nó rất là đẹp luôn. Khung cánh cửa thì không hề có dấu hiệu mùng mọt chi. Không hề mùng mọt các bác nhá. À, không hề mùng mọt, keo chỉ zin. Bên em còn 3 chiếc Morning đời cao, 2 chiếc đời 2018, 1 chiếc đời 2016 các bác nhá, đều là xe gia đình. Đăng kiểm của nó có đến tháng 12 năm 2022 các bác này. Đấy. Phần quả lốp đằng trước bên phụ các bác nhá, lốp dép rất là ok, cua lốp không hề mùng mọt, thụ giảm sóc này, đó rất là đẹp, sơn xi màu trắng ngọc trinh, bản hatchback một đầu, với giá tiền 245 triệu đồng, các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Morning tư nhân chính chủ, một chủ từ mới các bác nhá. Hai cặp đèn pha, hai cặp đèn gầm của xe này rất là sáng bóng đều nhau các bác nhá. Đấy, bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Chiếc này bên em có làm trả góp ngân hàng lên đến 65 đến 70%, thì các bác chỉ cần bỏ ra khoảng 100 triệu các bác nhá.
100 triệu các bác có thể đánh được một mẫu xe Kia Morning này về. Đấy, làm trả góp ngân hàng. Tất cả lốp dép của nó rất là ok. Cua lốp không hề bùng mọt, la răng đúc 4 bánh. Còn đây là phần của lốp đằng sau bên lái các bác này. Đấy các bác xem, lốp dép này khá là đẹp các bác nhá. Ngoài trời Hải Phòng hôm nay nó có mưa rào các bác nhá, nên là lèn của em nó là lèn đá dăm nên là nó cũng có hơi bẩn một chút, thì mong các bác thông cảm. Còn lốp dép của nó rất là đẹp luôn. Sơn xi màu trắng ngọc trinh, máy chất gầm chắc côn số ngọt, máy số zin các bác nhá. Phần cốp sau xe các bác này, bản một đầu thì cốp của nó nhỏ gọn các bác nhá, nhỏ gọn xinh xinh và đấy, không được rộng rãi như bản sedan hai đầu. Tất cả những đinh tán răng giật này, đấy, đinh tán răng giật nguyên bản, ốc ác, chưa hề động đến ca lê mà lết. Phần lắp cốp này, đấy, tất cả những cái ốc này nguyên zin các bác nhá. Và sau đây em sẽ đi vào phần cốp sau xe cho các bác xem này. Vâng, đây là phần cốp sau xe này. Kích tròng đầy đủ các bác nhá. Sàn xe này, sàn của nó không hề mùn mọt các bác nhá, không hề mùn mọt. Rất đẹp. Sau đây em sẽ tiến vào phần gầm xe cho các bác xem nhá. Vâng, đây là phần gầm của xe này. Gầm của bệ của nó nhá. Các bác xem. Xanh đét đẹp luôn, không hề mùn mọt chi. Một mẫu xe Kia Morning sản xuất năm 2018. Số sàn máy của nó 1.25 máy xăng các bác nhé. Một mẫu xe tư nhân chính chủ, biển kiểm soát Quảng Ninh. Thì từ đời 2013 trở lên thì bên em có làm trả góp ngân hàng. Thì con này đời 2018 thì làm thoải mái các bác nhé. Thì các bác chỉ cần bỏ ra 100 triệu các bác nhé, các bác có thể đánh được một mẫu xe Kia Morning sản xuất 2018 này về sử dụng các bác nhá. Đấy, còn mọi việc ngân hàng thì em sẽ hỗ trợ các bác nhá. Ốc bàn này vẫn còn sơn chấm 7 màu. Phần đinh tán răng giật. Đấy, tất cả đinh tán răng giật nguyên bản. Nguyên bản các bác nhá. Nội thất thì sạch sẽ đẹp đẽ các bác này. Ghế da nguyên bản. 245 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Morning. Dòng Kia thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc rất là dễ thay thế các bác nhé. Keo chỉ cánh đằng trước bên lái các bác nhé. Phần khung cánh cửa không hề mùn mọt, bậc lên xuống Opinox mạ chrome. Phần tem mác theo nhà máy sản xuất. Ốc phần này, phần cột kèo đinh tán các bác này. Đó, cột kèo đinh tán zin các bác nhé. Sau đây em sẽ tiến sâu vào bên trong nội thất cho các bác xem này. Vâng, đây là phần bô lăng của xe này. Bô lăng của nó là bô lăng hai chấu các bác nhá. Lắp cốp vẫn còn chưa đóng hết các bác nhá. Vẫn còn báo lắp cốp chưa đóng này. Sau đây em sẽ lổ máy lên này. Vâng, máy đã lổ các bác nhá. Phần xi nhan báo rẽ này. Phun nước gạt mưa này. Đó, điều hòa rất là mát các bác nhá. Điều hòa rất là mát. Còi còi kêu rất là to. Phần gương chỉnh điện này. Hoạt động rất là trơn tru. Phần kính lên xuống này. Đó. Phần trần của nó này. Chắn nắng này.
Trần nỉ các bác nhá, trần nỉ nguyên bản này, chắn nắng hai bên đầy đủ, gương chiếu hậu. Đây em vào số lùi xem màn hình cam lùi này. Đấy, màn hình cam lùi đầy đủ các bác nhá. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mới sử dụng các bác nhá, không phải làm bất cứ một cái gì. Với giá tiền 245 triệu đồng, các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Morning nhỏ gọn, xinh xinh và tiết kiệm nguyên liệu. Sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem này. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Kia Morning nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu các bác nhé. Máy móc khô ráo sạch sẽ, máy số zin. Đây là một mẫu xe tư nhân chính chủ mang biển kiểm soát Quảng Ninh, với giá tiền là 245 triệu đồng, các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Morning. Bác nào mà muốn làm trả góp ngân hàng thì các bác chỉ cần bỏ ra 100 triệu thì bên em sẽ hỗ trợ làm trả góp ngân hàng các bác nhé. Đấy, tổng quan của lắp capo này, tất cả các lỗ của nó tròn zin nguyên bản, máy móc thì rất là êm luôn, máy khô ráo không hề có dấu hiệu gì giòn, máy zin các bác nhé. Hốc gác vẫn còn là sơn chấm 7 màu, máy nổ thì thầm. Còn là ủ giảm sóc này, ốc bản nè này. Còn là tổng quan khoang máy này. Bản này bản 4 máy, máy 1.25 các bác nhé. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ ở số 1 Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Kia Morning sản xuất 2018. Phiên bản là số sàn máy 1.25 máy xăng. Trước này bên em đang chào bán với giá là 245 triệu đồng. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau.